Hôm nay Ngọc Anh kính thưa tất cả các anh chị em đồng bào trong và cả nước. Trong và cả nước hiện giờ thì ở Ủy ban nhân xã Hòa Hội này có một vị công an là thiếu tá công an là Phạm Hồng Diện. Đó, ngày hôm qua, sự việc ngày hôm qua đó là gia đình thằng con trai tôi mới có 16, 17, chưa được 17 tuổi nữa đã đi vô trong cái bãi rác mà mấy chục năm nay gia đình tôi đã đổ rác ở trong cái bãi rác đó. Mà cái thằng công an trưởng công an ở xã Hòa Hội này nè, nó vào nó đe dọa con tôi và nó bắt súng, nó bắn con tôi. Nếu ngày hôm qua không kịp là con tôi đã bị nó bắn rồi. Trong khi con tôi là mới có 16 tuổi thôi. Xin mời tất cả các anh chị em, cộng đồng trong và ngoài nước, bây giờ tôi tiến sâu vào trong Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội để kêu cái thằng mà trưởng công an, thiếu tá trưởng công an Phạm Hồng Diện, nó ngày hôm qua mang chứng vật chứng nó đã chiều ngày hôm qua ngày 28 nó đã móc súng ra rồi bắn giết chết cả gia đình tôi. Bây giờ xin mọi người xin mọi người chia sẻ rộng cái đi sim này, xin tất cả các anh chị em chia sẻ rộng. Đây tôi bây giờ là đang tiến vô thẳng cái hội trường, và tôi tiến vô hội trường này và tôi muốn hỏi lại bí thư ở đây. Bí thư bây giờ đang họp, tôi muốn hỏi bí thư nè, các ông bây giờ đang họp, tôi muốn hỏi bí thư, con tôi là mới 16 tuổi thôi mà tại sao mà đi chỉ đi đổ hai bó rác mà thiếu tướng thiếu tá rồi. Bây giờ tôi mới nói nè, rồi đây móc súng ra bắn con tôi là lý do sao? Trong khi cái bãi rác đó là mấy chục năm nay. Bây giờ người ta đang tổ chức họp, bây giờ em tiếp chị. Mấy họp bây giờ người nào tiếp cho em tiếp. Tiếp chị, em tiếp chị. Để người nào tiếp đi. Hả? Cái chỗ này ra. Quý vị, bây giờ được rồi. Mà để cho công an làm những cái điều này được trưởng công an. Bây giờ tôi đang bệnh nha. Ngày hôm qua là tôi đang bị bệnh. Con tôi mới có 16 tuổi thôi. Nếu con tôi giới tuổi nghỉ tình niên thì chỉ là phạt hành chính thôi, chứ không thể nào đe dọa con tôi chấp hình và móc súng ra rồi bắn con tôi được. Lúc này tôi nói thật, lúc mai cái này làm cái này hả? Hôm nay này tôi sẽ làm đơn nghe, tôi gửi từ đây ra đây. Xin là đồng bào nè, trong bầu nước hiện ra đây hiện trường hả? Những bà quan đang ở đây, tôi đã soi là cái hiện trường đây nè. Xin là đồng bào trong ngoài nước phải chia sẻ rộng ra cái vấn đề đây, cái xã Hòa Hội này nè phải giáo dục lại phải giáo dục lại cái tư cách và cái tác phong và của ngành công an nhân dân, năm điều công an là như thế nào, chứ không phải là khốn nạn như vậy. Cái thằng ở đây mày có ngon không, mày ra mày bắn tao nè ha, cái thằng công an thiếu tá đây nè, mày có ngon, mày có ngon ra đây, thằng nào mày đi hả, mày có ngon mày bắn tao nè ha, mày có ngon mày bắn tao mày có ngon mày bắn tao nè, mày bắn tao đây, mày con tao dưới mới 16 tuổi à. Một thiếu tá công an mà cầm súng mà bắn là thằng rút ra rồi bắn thằng nhỏ mà chưa đủ tuổi thành niên. Xin mọi người chia sẻ rộng cái vấn đề này đi. Công an nhân dân để làm gì? Tận tụy phục vụ nhân dân, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân. Mà giờ rút súng ra bắn thằng ba đòi bắn thằng nhóc chưa đủ tuổi bị thành niên. Mọi người hãy chia sẻ đi. Mọi người hãy xem đi, công an làm việc như kiểu đó. Cô em biết không, hôm qua em con nó đi đổ có hai bọc rác ngoài đó đó. Mà thằng ông thiếu tá công an ông Diệm đó, ổng sao rút súng ra ổng bắn thằng em con, đồng loạt bắn thằng em con. Mà thằng em con chưa đủ tuổi thành niên, có hai bọc rác thôi. Nếu mà muốn phạt hành chính hay cái gì thì đưa về xã mà làm. Có đâu mà rút súng ra mà đòi bắn thằng em con. Em con chưa đủ tuổi vị thanh niên mà. Có hai bọc rác thôi, đâu phải là ăn cắp tội phạm tội gì đâu. Tội phạm ăn cắp ở ngoài mà ông có bắt được cái người nào không? Xin
để mọi người chia sẻ giùm ạ. Chuyện ở thằng em của em á là nó đi đổ có hai bọc rác ở trong rừng á, là bên thiếu tá công an diệm là hạ vô và bắt đầu là to tiếng, là bắt đầu là đòi rút súng ra đòi bắn thằng em của em. Nhưng mà thằng em của em chưa đủ tuổi vị thành niên nữa, muốn có phạt hay là cái gì á thì phải đem về xã hay cái gì để phạt hành chính. Còn đây á chụp luôn cả thằng em của em và chiếc xe, làm giống như nó đâu phải là tội phạm ăn cắp ăn trộm gì đâu, có hai túi rác thôi mà rút súng ra chè rồi bắn chỉ công an nhân dân mà như vậy đó. Mẹ đang bị bệnh tim đó, mẹ bị bệnh tim nó nói cho mình. Thôi giờ mẹ đang mệt thì đưa lên cho mẹ con chạy tới nằm nghỉ đi, giờ bà bức xúc đây nè. Thằng nhỏ nguyên cái một đấy, thằng nhỏ nó sợ, nó nói con chỉ có mới đổ hai bịch rác thôi mà rút súng ra mà bắn, sau này nó đi ra ngoài là nó như thế nào nữa, mới có dùng có hai bịch rác thôi mà còn rút súng ra mà bắn con người ta, nó đâu phải là ăn cắp tội phạm tội gì đâu. Muốn phạt hành chính đổ rác bừa bãi hay gì thì phải có đưa về xã rồi phạt, người ta chấp hành nhiệm vụ mà. Vậy mà rút súng ra mà bắn, mà bắn thằng nhỏ cho bằng được á. Dạ của em á nè. Nếu mà không có người cản là đã bắn rồi. May nè con ơi, lúc đó là thằng Thủy mà không chụp cái súng này là nó bắn. Thằng Thủy mà không chạy tới chụp cái súng này là chạy theo bắn thằng Út này đó. Đầy đủ hết. Có bằng chứng đầy đủ, quay đầy đủ hết nha. Làm công an vậy đó hả? Công an là để phục vụ nhân dân và bảo vệ nhân dân vậy đó hả? Tôi đã yêu cầu là em về cái bang, anh muốn phạt không vậy em về cái bang, không chịu, rồi lập biên bản tại chỗ. Giờ tôi nói, giờ được yêu cầu lập biên bản tại chỗ không? Rồi cứ làm đây, các anh làm. Vậy các anh ghi đây, con tôi đổ hai túi rác, rõ ràng là hai túi ghi vô. Và nơi con tôi đổ rác không có bằng chứng, có nước không? Trước đây là chỗ đổ rác, mà giờ không có là bạn không đổ rác, mà con tôi đổ đây, ghi vô. Là điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là ghi vô á là thiếu tá công an này, lúc đang ở trong đây là thiếu tá công an này, xin mọi người chia sẻ giùm ạ. Nhà nước đào tạo ra để cho mặc cái bộ đồng phục công an, xong rồi á là đi rút súng bắn, để bắn một cái thằng con nít chưa đủ tuổi vị thành niên, mà vấn đề gì, chỉ vấn đề là dục hai bao rác thôi, hai túi rác nhỏ thôi mà rút súng ra đòi bắn con người ta. Công an nhân dân vậy đó hả? Công an vì dân đó hả? Thái độ nhà nước đào tạo ra công an vì dân như vậy đó. Đào tạo ra để bắn một cái thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thanh niên dục hai túi rác hả? Có muốn phạt hành chính ha cái gì thì cũng phải đem về xã để làm việc. Có đâu mà hạ giữa rừng giữa xã mà rút súng ra bắn nhỏ, nếu mà không có thằng Thủy là hạ rút ra bắn rồi. Thằng Thủy mà không cản chụp cái súng lại là bắn thằng nhỏ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mình đang ở Ủy ban xã hội huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bạn ơi. Thiếu úy trưởng công an xã Hòa Hội. Còn hết các điều kiện đi mà. Nhà nước đào tạo ra là để phục vụ cho nhân dân, bảo vệ nhân dân, quyền và lợi ích của nhân dân, chứ không phải là đào tạo ra để chỉ súng bắn vào nhân dân. Và cái một cái vị tuổi thanh niên, chưa đủ tuổi vị thanh niên, đi dục có hai túi rác thôi chứ không phải là hai bao rác, là hai cái túi rác nhỏ thôi. Đổ dục có hai túi rác thôi cô, mà trưởng công an ở đây nè, cầm súng chĩa rồi bắn thằng em con, mà thằng em có chưa đủ tuổi vị thanh niên. Mà hay là có thằng Thủy nó cản lại, nó chụp cây súng lại. Mà rác chứ phải chỉ chơi. Dạ, muốn con rác đi nữa thì đem về phạt hành chính, nhà con chấp nhận đi qua đi về xã. Dạ, con hợp tác mà. Thì nói chứ còn chứ. Dạ, có đâu mà chỉ súng vô rồi bắn thằng em của con. Mong rồi người chia sẻ cái đàn đức nè. Ở giờ đó mọi người thấy mẹ đang bị bệnh tim nữa. Thằng em á thì hồi tối thì nó sợ, nó nói mẹ ơi con mới đổ có hai bịch rác thôi mà còn rút súng ra bắn con đâu phải là tội phạm tội gì đâu, mà hả chụp luôn cả con cả chiếc xe, bắt con đứng ở đó chụp xe chụp con rồi rút súng ra rồi bắn con. Nó chưa đủ tuổi vị thanh niên mà, mới dùng bao hai bao rác thôi mà đã rút súng bắn con người ta rồi. Công an nhân dân gì mà kỳ cục vậy? Bảo vệ nhân dân như vậy đó hả? Đào tạo ra để bắn nhân dân hả? Xin mọi người chia sẻ rộng cho. Dạ bây giờ mẹ xỉu đi rồi, giờ mình xin kết thúc video này để đưa cho mẹ đi trạm y tế rồi. Xin mọi người chia sẻ rộng à. Xin mọi người chia sẻ.